Con nói mẹ nghe, con tính thi học không? Dạ có. Có? Với điểm như này ấy, con thi đại học kiểu gì? Nhưng mà con còn một năm để học mà mẹ. Nếu con không học nghiêm túc ấy, thì mày nghĩ con thi tốt nghiệp còn khó ấy, nó dính đâu chả học. Ba. Gái. Sao? Hôm nay đi học có vui không? Anh nên hỏi con ấy, con thi được mấy điểm? Không sao, ráng lần sau học kỹ hơn là được nghe con. Dạ, thực ra là con cũng có học bài với ạ. Nhưng mà bài kiểm tra khó quá. Chỉ là bài kiểm tra, con còn than khó. Thì lần sau con thi được đại học. Thôi mà em, đừng có la con nữa. Từ từ để con nó học. Dù sao thì cũng còn một năm nữa lần mà. Anh cứ dung túng cái nói như thế thì làm nó hư đó anh. Con gái, đi rửa tay đi. Bà có món con thích nè. Ăn uống vô, tẩm bổ để lần sau học cho tốt nha con. Thôi mà em. Anh à, em tính cho con đi học thêm. Chứ với điểm số này, em lo quá. Thì em cứ bàn với con trước đi. Bà cũng phải xem coi con nó thích ngành gì, nó cần cái gì để mà nó muốn nữa. Đâu phải những điều mà ta muốn rồi con cũng muốn đâu. Con nó lớn rồi, cho nên chúng ta hãy lắng nghe con một xíu em ạ. Lần nào nói tới anh cũng banh nó à? Anh coi là anh trước đi. Nếu nói nó lớn rồi ấy, thì anh tìm cho nó một người giúp việc, tiện canh chừng nó luôn. Anh tập trung công việc nhiều hơn đi. Bộ anh tính ở chiếc trường phòng đó mãi à? Cứ để con nó thì học trước đã. Anh chỉ còn gần con gái anh có 1 năm nữa thôi. Em còn không biết nó thi nổi tốt nghiệp nữa không á. Em làm lụng vất vả để tiết kiệm tiền cho nó đi du học. Nó lớn rồi, anh kè kè bên cạnh, sao bên đó nó phải làm sao? Anh hiểu rồi, cũng khuya rồi kìa. Em ngủ đi, muốn gì em mai bàn với con để cho con quyết định luôn. Vậy nha. Con nói gì? Con rất chắc chắn lần này mẹ sẽ không phải thất vọng mẹ con nữa đâu. Được, lần này mẹ cho con một cơ hội. Nhưng không được ấy, tất cả mọi việc theo ý của mẹ. Thế nhé. Sao? Thì ổn không? Chứ tính mẹ con sao là con biết rồi đó nha. Ba phải tin con gái ba chứ. Tại bình thường con không thèm học thôi. Con mà làm được là con không phải đi học thêm một buổi tối. Thế là con có thể ở nhà chơi với ba mỗi buổi chiều rồi. Bài kiểm tra đâu? Khóa học sẽ bắt đầu tuần sau. Sau giờ học trên lớp, con phải qua để ôn tập tới khi nào xong được về. Mẹ cũng chỉ lo lắng cho con. Thôi ráng học nha con. Đợt thi này quan trọng lắm đó. Ba cũng như mẹ coi thường sức học của con đúng không? Học có nửa tiếng à, là được giải chạy 3-4 lần được cô nương. Ba, con chưa đủ đáng thương sao ba còn chọc con nữa? Ừ, đáng thương, con gái phải đáng thương mà. Ủa, con về rồi hả? Rửa tay rửa mặt đi ăn cơm. Em cũng vậy nè, ăn cơm luôn nghe. À, bạn này học sao rồi con? Ăn cơm thôi ba.
có chuyện gì em? Nó về chưa? Nó vẫn chưa về. Ủa chuyện gì? Cô ra trên lớp ôn thi gọi xem. Nó không đưa đó. Lần này về em phải trừ nó mới được. Cô ra trên lớp ôn thi gọi xem. Nó không đưa đó. Lần này về em phải trừ nó mới được. Ba ơi. Ủa mẹ, sao mẹ về giờ này ạ? Tại sao? Tại sao? Tại sao không đi học hả? Tại sao? Hả? Con muốn tôi chết hay sao hả? Nè em, cái gì từ từ nói. Sao mà đánh con như vậy? Con cái gì đây? Đã cúp học rồi, con tên Tùng. Còn mang bánh về nhà nữa. Con muốn tôi chết hay sao hả? Nè em, tại sao quá đáng như vậy chứ? Con nói đi, tại sao không học? Còn bánh kem này là sao? Vì hôm nay là sinh nhật của ba. Mẹ luôn luôn nhớ những buổi tiệc cho công việc. Nhưng suốt 3 năm qua mẹ chưa bao giờ tham gia một buổi tiệc nào với con nữa ba. Nhất là ngày sinh nhật. Con đang trách mẹ à? Thôi được rồi, hai mẹ con đừng cãi nhau nữa. Mà con không nói chuyện với mẹ như vậy. Xin lỗi mẹ đi con. Không, con không làm gì sai, con xin lỗi. Cô không làm sai sao? Bởi vì con không muốn để ba một mình. Ngày nào ba đi làm về cũng lủi thủi một mình, dọn dẹp nhà cửa, rồi phải nấu cơm cho mẹ về ăn. Mà thậm chí là những hôm mẹ về trễ, mẹ không ăn luôn, rồi để đến giữa khuya ba phải xuống bếp ăn một mình vì sợ lãng phí đồ ăn. Mẹ có biết không hả? Con đến đi con. Mẹ ơi, con xin lỗi. Bánh kem bể rồi. Không sao con, bánh con gái ba làm nhìn ngon mà. Thôi được rồi, đừng khóc nữa nè. Để bánh xuống sao rồi cha con cùng ăn nha. Chúc sinh nhật cho ba nghe chưa. Đứng lên nè. Em nói nè, đúng á, là trong công việc chị rất là giỏi, điều đó cả công ty ai cũng thấy hết á. Nhưng có chắc là chị đã thành công trong vai trò chị làm một người mẹ chưa? Bây giờ em nghĩ thử xem, con ở nhà học theo ba nó không à? Còn ba nó thì thảnh thơi tàn tàn, nhiều lúc á chị bực mình không chồng chị á. Nhưng mà chồng chị cho con bé được những thứ mà nó cần. Chị à, trẻ con á, nó không có đặt nặng cái vấn đề tiền bạc. Thứ mà tụi nó cần á, là cái sự quan tâm yêu thương của gia đình kìa. Ờ, chị đang cần em đứng ở phía chị và đồng cảm. Xem có bảo vệ cho con nói nhở. Em chả có đứng về phía ai hết á. Em vẫn đang nói chuyện với chị dựa trên cái quan điểm của em thôi à. Nói thiệt là trong công việc chị rất là giỏi, em chưa có bằng chị. Nhưng mà gia đình của em lúc nào cũng dành đủ thời gian cho gia đình và các con của mình hết á. Trẻ con đứa nào rồi nó cũng sẽ phải lớn, đến một lúc nào đó nó cũng cần có được tự do, cần chạy theo cái đam mê, cái ước mơ của mình chứ chị. Nhưng em cũng biết mà, lượng công việc của chị nhiều thế nào, chị không có thời gian để ăn đó. Thế bây giờ chị có nhắm á là cả đời chị chạy theo công việc được không?
chị em mình á, ai rồi cũng sẽ phải đến cái lúc chạm tới cái ngưỡng tuổi già hết. Bây giờ em đặt trường hợp ví dụ nha, một mai nào đó con nó lớn, nó cũng sẽ làm y như chị bây giờ, thì lúc đó chị nghĩ như thế nào? Thôi, tới giờ em đi gặp khách hàng rồi, em đi trước nha. Mẹ giỏi, bà thành công. Con và ba biết chứ, nhưng mà có thể nào khi về nhà mẹ thả lỏng ra, cùng ba và con ăn một bữa cơm, hay lâu lâu cả nhà mình đi khu giải trí được không hả mẹ? Con có hiểu được mẹ làm tất cả là vì điều gì không? Tại sao nó chống đối mẹ vậy? Gia đình là nơi để quay về sau mỗi ngày dài mệt mỏi đó mẹ. Nhưng tại sao mẹ cứ đem cái sự bận rộn của công việc về nhà mà không thật sự hiểu con và ba cần gì hả mẹ? Em à, con nó hiểu chứ. Nhưng mà em nên đặt vị trí của mình vào con một chút đi, chứ cứ nóng nảy như vậy hoài chẳng đi đến đâu cả. Anh biết là em thương con, nhưng mà em phải cho con nó có chính kiến của nó chứ. Em không hiểu nổi, càng lớn nó càng cứng đầu, nói câu nào trả lời câu đấy. Mà còn anh nữa, em biết năng lực anh giỏi nhưng mà... Nhưng mà vì anh thương con, chưa tới thời điểm. Anh thuộc rồi, nhưng mà hy sinh cho con gái mà, đâu phải người ngoài rồi. Em yên tâm đi, chồng của em biết sắp xếp mà. Công việc hay danh vọng đều quan trọng, nhưng mà gia đình cũng quan trọng không kém đâu em. Chị nghe, chị em mình ai rồi cũng sẽ phải đến cái lúc chạm tới cái ngưỡng tuổi già hết. Bây giờ em đặt trường hợp ví dụ nha, một mai nào đó con nó lớn, nó cũng sẽ làm y như chị bây giờ, thì lúc đó chị nghĩ như thế nào? Công việc hay danh vọng đều quan trọng, nhưng mà gia đình quan trọng không kém rồi. Nó làm gì nữa, hai cha con qua ăn đi. Lâu rồi mẹ không vào bếp. Món ăn tuy không đẹp mắt nhưng ngon ha. Dạ, ngon ngon. Ủa, anh nghe nói là hôm nay em bận họp mà. Em rời sang ngày mai rồi, nên cuối tuần mà anh, họp nào chả được. Con này, con tìm chỗ nào đi chơi đi, ba mẹ đưa con đi, coi như thư giãn cuối tuần. À còn nữa, mẹ đã gọi cho bên học thêm rồi, sẽ giảm ngày học cho con. Mẹ, mẹ nói thật không hả mẹ? Vợ anh đúng là số 1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.